Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Phương hướng thúc đẩy hợp tác Việt Trung sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chiều 20 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi với báo chí về phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc thời gian tới. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, góp phần thúc đẩy quan trọng đối với việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, có ý nghĩa chiến lược, đóng góp cho hòa bình và ổn định phát triển của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chương trình hoạt động hết sức phong phú và đầy ý nghĩa với 18 hoạt động trong hơn 2 ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đi sâu xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Các bộ, ngành, địa phương, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm dịch, hải quan, y tế, truyền thông, hợp tác địa phương, dân sinh. Tại các cuộc trao đổi, hai bên đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, theo định hướng 6 hơn, trọng tâm là cụ thể hóa các nhận thức chung và thỏa thuận giữa hai bên. Bộ trưởng cho biết, bám sát tinh thần của tuyên bố chung và các nhận thức chung của cấp cao đạt được tại chuyến thăm lần này, thời gian tới, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác trên các phương diện chính sau. Một là tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, cùng định hướng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, phát huy đầy đủ vai trò, kênh đảng, các cơ chế Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, các cơ chế trao đổi quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Hai bên nhất trí phát huy vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Thứ hai, trên cơ sở định hướng 6 hơn, tiếp tục triển khai cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết, đưa hợp tác thực chất đạt đến tiến triển mới, tạo thuận lợi về thương mại, mở rộng xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thực hiện tốt kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang, một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường, đẩy nhanh thúc đẩy kết nối cứng giữa hai nước về đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc, kết cấu hạ tầng cửa khẩu, nâng cấp kết nối mềm về hải quan thông minh, cửa khẩu thông minh. Hai bên khuyến khích và ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực uy tín và công nghệ tiên tiến sang đầu tư tại các nước kia, trọng điểm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, kết cấu hạ tầng, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn phát triển xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Ba là nhất trí lấy năm 2025 là năm giao lưu nhân văn Việt Trung, hai bên sẽ cùng tổ chức một chuỗi hoạt động chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường giao lưu văn hóa hợp tác về truyền thông, tin tức, xuất bản, phát thanh, truyền hình, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, y học cổ truyền, phòng chống, giảm thiểu các tác hại thiên tai, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thúc đẩy hợp tác du lịch, mở thêm đường bay, khuyến khích ngày càng nhiều hơn du khách sang du lịch ở nước bên kia. 4 là tăng cường điều phối hợp tác đa phương, tăng cường phối hợp trong các cơ chế như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, ủng hộ nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế. Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2027, ủng hộ Việt Nam gia nhập, phát huy vai trò trong cơ chế đa phương. Trung Quốc ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường và phát triển duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Năm là tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, tái khẳng định tầm quan trọng của việc giữ gìn và thúc đẩy hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, nhất trí xử lý tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và thỏa thuận liên quan, tăng cường hợp tác tại các khu vực biên giới trên bộ Việt Nam-Trung Quốc, tổ chức tốt kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước biên giới đất liền và 15 năm ký kết 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc.
Chiều 20 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến 20 tháng 8 theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Theo đặc phái viên thông tấn xã Việt Nam, tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, về phía Trung Quốc có Bí thư Ban Bí thư, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, một số cán bộ Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai và phu nhân cán bộ, nhân viên đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, dự tiệc trà, hội kiến Ủy viên, trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, hội kiến Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, gặp gỡ đại diện nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông, thăm và làm việc tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham quan công ty MEGVII. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại công viên nghĩa trang Hoàng Hoa Cương và thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, thăm đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng, hai nước Việt-Trung và tình hình quốc tế khu vực hiện nay. Nhân dịp này, hai bên ký kết 14 văn kiện hợp tác giữa các cán, bộ, ban, ngành, địa phương. Hai Tổng Bí thư Chủ tịch nước đạt nhất trí cao về việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, coi trọng vai trò định hướng chiến lược của kênh đảng đối với tổng thể quan hệ song phương hai nước, tiếp tục đi sâu hợp tác lý luận, thông qua các cơ chế như hội thảo lý luận giữa hai đảng, kịp thời chia sẻ những thành quả mới nhất về lý luận và thực tiễn của mỗi đảng, mỗi nước, có ý nghĩa thiết thực đóng góp vào sự nghiệp của mỗi đảng, mỗi nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư, trong đó thúc đẩy kết nối hai hành lang, một vành đai với vành đai con đường, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt, đường bộ, tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng, hợp tác kinh tế giữa các tỉnh biên giới, tăng cường giao lưu về cải cách doanh nghiệp nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc dành sẵn tăng cường nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam, mở rộng các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc. Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc. Hai bên nhất trí về sự cần thiết của tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, thống nhất xác định năm 2025 là năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc. Hai Tổng Bí thư Chủ tịch nước đi sâu trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cơ chế quốc tế trên cơ sở vì lợi ích chính đáng của hai nước và đóng góp tích cực vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.